sáng. Sáng sớm chưa uống cà phê nhưng mà con bé này cũng tỉnh ngủ rồi. Đây, để coi đây. Không có động lực nó như vậy á. Nó buồn gì đâu quá. Ê, các bạn nhìn đập hộp hơi nhăn cái hộp nha. Đập hộp. Một đô. Giờ thấy Hoàng Anh nó giờ như là bịt mút này quá vậy ta. Mở ra thấy trong chiếc mở ra thấy thượng đình cái nhức đầu lắm à. Chiếc xe này, chiếc xe kia. Xong phải chuyển về bằng đó đỏ. Dày luôn quá. Thì ông đó bánh thì bơ lấy bánh xanh biết hết nha. Bò đồ thì hai dùng mẹ nó cái hộp rồi ngon lắm. Thì luôn bò đâu. Hay da quá. Hell yeah. Quá đẹp quá. Tuổi già đúng là đồn quá, niềm đam mê luôn. À, bao đô. Không lận ha. Đẹp quá. Ấy, còn lồng quầy có hai cái lưỡi gà đẹp quá. Đâu? Đâu? Nè, hai cái lưỡi gà là màu khác nhau nè. Anh có thiết kế khác nhau không? Đổi bển để chắc đập đầu như tường tự sát luôn quá. Coi hai xay đúng nhau chưa? Đúng nhau, đúng nhau, đúng nhau. Về đây quýnh bánh, về đây quýnh bánh. Quýnh bánh, quýnh bánh. Bò đô, bò đô. Dễ hồ, dễ hồ. Nghe anh. Sao nó bự dữ ta? À, 3 số 0 anh, mật mã 3 số 0. Rồi. Dạ. Alo. Alo. Má ơi, cái đế này đạp cướp chắc dính còn lao rồi mệt à. Gục luôn cái nào. Đúng. Mũi mới. Holy moly. À, tức là cái sợi dây nào mà ở cái sợi dây nó có cái đầu bao kim loại đó, nó khoái lắm. Lấy trên. À, đề hẹn. Ồ, cô Cao mang dừa rồi mẹ ơi. Cô Cao ba mang dừa rồi. Wow. Vậy mà quay chân đẹp không? Em đạp vậy mua quà không bằng. Quay vòng. Đưa đến. Giữ 5 giây. Thiếu dòng năng lượng bởi nên là cái này muốn hỏi. Dạ, con đừng bắt bên cửa luôn. Nó chứ. Đậu à. Đậu qua Red Jo đi. Red Jo nó nghe vậy thôi à, cái kia không nghe vậy đâu.